Ngày 6 tháng 12, người đứng đầu ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận hàng loạt sự bất ổn trong hoạt động của các phòng khám có yếu tố Trung Quốc trên địa bàn mà báo chí và công luận đã phản ánh rất nhiều trong những năm qua. Vẽ bệnh, moi tiền, chỉ định quá mức cho bệnh nhân hay là vi phạm hàng loạt các quy định về khám chữa bệnh đã khiến cho người bệnh tiền mất tật mang. Và có một thực tế là chính người Việt cũng đang tiếp tay cho những phòng khám vô lương tâm trên hại chính người Việt. Ở các khoa bệnh nam khoa hay phụ khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên có các bệnh nhân vừa thoát ra khỏi phòng khám Trung Quốc. Họ đến bệnh viện sau khi mất cả chục triệu đồng và mang theo vết nhiễm trùng từ những phòng khám tài tiếng trên. Họ cứ thấp nập cái nó là mình bị tình trạng của mình bị nặng nên bắt mình phải đóng tiền và ký tên. 5-6 người để họ tập trung rồi họ uy hiếp này nọ nữa cũng nói vấn đề họ cứ đổ dồn mọi người. Cũng nghe nói bệnh ung thư rồi cũng sợ, vậy thôi điều trị, mà chị đâu có nghĩ là tiền mất. Hàng loạt cuộc kiểm tra của các cơ quan chức năng trong năm 2018 tập trung vào 12 phòng khám có yếu tố Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, xử phạt trên 1 tỷ đồng. Tức là mỗi phòng khám trung bình bị phạt khoảng 100 triệu đồng. Con số này có lẽ là quá thấp so với nguồn lợi mà phòng khám thu được từ những người bệnh cả tin. Trong khi việc bắt quả tang sai phạm lại không dễ dàng. Sở Y tế cũng đã đề nghị với Bộ Y tế là sửa lại nghị định 176/2013 là bị bệnh là phải tăng lên những cái khung hình phạt hơn nữa. Chẳng hạn như chúng ta có không làm bệnh án phạt có 500.000, nhưng khi không làm, khi mà chúng ta đi vào có bệnh nhân hoặc là báo chí qua thì Sở Y tế đi vào kiểm tra thì lấy hồ sơ ra không có gì cả, không có một chứng từ. Với chị các cái chuyên môn khá là nhạy cảm, cho nên cái việc mà chúng tôi ghi nhận được thì thông thường nó trễ hơn cái sự vụ nó đang xảy ra. Do vậy thì cái hành vi tại chỗ mà chúng ta bắt gặp thì chúng ta cũng gặp khó khăn. Trong năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh có 17 phòng khám Trung Quốc. Năm 2018 có 12 phòng khám. Trong đó có những điểm đã đổi tên, đổi họ, tiếp tục vẽ bệnh. Và người bệnh tiếp tục rơi vào một chiếc bẫy mới có đầy đủ pháp lý. Đáng chú ý hơn, để đăng ký hoạt động, các phòng khám Trung Quốc đều có người đứng tên là người Việt Nam. Cọng rắn cắn gà nhà có lẽ là không sai trong trường hợp này. Có bác sĩ Việt Nam đứng tên, nhưng khi mà kiểm tra thì không xuất hiện, lại có bác sĩ Trung Quốc. Như vậy thì chúng ta bản thân, các bác sĩ Việt Nam của chúng ta đã trực tiếp tiếp tay vô những hành động coi như là không có đẹp cho dân tộc của chúng ta, cũng như cho người bệnh của chúng ta. Chuyện phòng khám Trung Quốc lộng hành tại Thành phố Hồ Chí Minh không phải là chuyện lạ, nhưng khi các phòng khám trên ngày càng tinh vi hơn thì nhà quản lý vẫn đang than khó trong chuyện thanh tra, xử phạt. Sở Y tế còn gặp khó thì người bệnh dĩ nhiên còn bị thiệt.